Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam đã đến thăm kiểm tra tình hình ra quân thi công đầu năm tại các công trình dự án trọng điểm của thành phố. Phát biểu tại lễ ra quân công trình nhà máy nước Hòa Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, công nhân công trình, nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch cho thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực, hoàn thành đúng tiến độ đặt ra, đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối về con người. Công trình nhà máy nước Hòa Liên có tổng vốn đầu tư hơn 1.170 tỷ đồng. Đến nay tất cả các hạng mục đều được triển khai thi công đồng loạt, theo kế hoạch sẽ hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 10 năm 2021. Tại lễ ra quân dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam đề nghị liên danh nhà thầu tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị thi công, triển khai thi công dự án đảm bảo an toàn chất lượng, tiến độ, đặc biệt là cần tuân thủ các quy định phòng chống COVID-19. Dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà là dự án trọng điểm động lực của thành phố với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, gồm các hạng mục chính như nâng cấp trạm xử lý nước thải Sơn Trà giai đoạn 2, nâng cấp hệ thống cống thoát nước và trạm bơm nước mưa, nước thải.